Đây khiến là bằng hai bằng bốn ở phía đặc biệt xong đã bật account TikTok đã bỏ dưới ở đây chỉ account private và mình chẳng chỉ đồng bốn đi chơi được cảnh căn thí TikTok bỏ dưới và mình tỏ mốt dưới tờ rốt chấm nút để cầm nút cầm account bỏ dưới nơi kháng sạch nơi kháng khóng để tự sạch bỏ dưới và cứ miễn bịa tháng profile và chẳng như chạy lời về hỏi mình tỏ mốt giúp việc thả setting and privacy và mình tỏ mốt dưới có chất giúp việc thả privacy và mình tỏ mốt tiếp tuy nhiên mình khuyên ca cầm lập xanh xếp như không trang này và miễn việc thả private account miễn việc thả activity status và chân còn lại là dân tôi cầm lập cái nơi khẳng lời này ấy cứ việc thả private account mình chẳng hình chật bạc bạc tổng vỏ khiêu mất chẳng hỏi cứ ai bạc bạc hỏi ai đừng bạc cả bạn hỏi cứ như khá cầm đặt account được bao nhiêu chí lại cả nát account private action và cứ TikTok action và là khẳng khóng của mình khá cầm đặt same còn lại và hãy xâm đặt activity status cứ cầm đặt bằng hai ở dân khơi về đại dân cầm phụng lấy cứ cầm phụng online ở mất phép được bao nhiêu bạn khơi 8k cầm đặt bật bật được bao dân luôn ấy.